Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án mọi người có thể tham gia danh sách trắng này, whitelist đấy, và mọi người tham gia được kèo Elliott đến từ Solanium nhé, một dự án cực kỳ khá ngon và nó sẽ kết thúc vào ngày 2 ngày nữa nhé. Đây là một dự án mọi người sẽ đăng ký vào được list vào danh sách chờ và danh sách mua ICO của cái dự án Solanium này. Thì mọi người có nhớ cái dự án là trước đây cũng là mọi người mua được đăng ký và cái dự án Solanium đúng không ạ? Trước đây trên nền tảng Solana đúng không ạ? Thì dự án đấy khá là nhiều người chiến thắng và nhận được token Solanium, mua token Solanium và đã x tài khoản rồi đúng không ạ? Thì hôm nay thì có một cái dự án cũng như từ Solanium, nó sẽ cho mọi người đăng ký vào danh sách chờ của trên Solanium này. Và trong đó thì nó cũng có sẽ có một phần giải thưởng Elliott cho mọi người. Nó sẽ có là 160.000 đô USDC và 400.000 token FOS. Đấy. Để tham gia dự án này, mọi link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ nhé. Để tham gia các nhiệm vụ trên Solanium này. Đầu tiên, mọi người cần có một cái tài khoản một cái ví Solet.io cho io cho mình nhé. Thì cái ví Solet.io thì nó đơn giản thôi, mọi người chỉ cần kích vào chữ Solet.io rồi mọi người tạo cho mình một tài khoản. Mọi người khi mọi người đăng ký vào, mọi người sẽ có một 12 hay 24 ký tự đặc biệt, ký tự để mọi người khôi phục ví, mọi người copy cut đi, sau đấy mọi người bấm next và mọi người sẽ nhập lại 12 ký tự đấy, sau đấy mọi người sẽ tạo xong một cái tài khoản, một cái ví Solanium, ví Solet.io nhé. Đấy là ví chứa cái đồng Solanium đấy, Solana đấy. Rồi sau khi mọi người đã có ví rồi thì mọi người sẽ đăng ký vào đây cho mình nhé. Ở đây nó sẽ có nút register for wallet và wallet này, thì mọi người bấm vào cho mình. Khá là nhiều người tham gia là 17.227 người follow rồi. Rồi ở đây mọi người sẽ kết nối ví cho mình, connect ví solet.io này. Ở đây mình sẽ đăng nhập ví solet này. Đây mình sẽ đăng nhập sự ví Solet, mình có ví ở trên này nhé, unlock này, rồi bấm kết nối này. Rồi join vào. Ok, quay trở lại này, bấm vào next tab này. Bấm vào đây tiếp này, next tab này, rồi tiếp tục join vào kênh Solanium. Rồi mình đã join rồi, bây giờ trở lại này, bấm vào next tab tiếp này. Ở đây confirm, mọi người sẽ bấm confirm cho mình nhé, confirm này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter này, bấm vào Twitter cho mình. Ở đây mọi người sẽ bấm vào chữ xanh này nhé, đây là follow này, bấm theo dõi này. Rồi ok, quay trở lại này, bấm vào next step này, tiếp tục follow kênh Solanium. Ở đây mình đã theo dõi rồi, rồi quay trở lại này, bấm vào next step này. Rồi claim ticket, retweet link. Ở đây mọi người còn phải là retweet lại cái link nhá. Ok, retweet lại thì bây giờ mà quay trở lại Twitter này, sau đấy mọi người trở lại kênh này cho mình đây, chỗ kênh này nhá, retweet đây, retweet bài post đây, ở đây thích này, sau đấy mọi người sẽ retweet lại cho mình, retweet lại bài này cho mình nhá, bấm thích chấn tweet này, sau đấy mọi người sẽ gắn thẻ ba người bạn chẳng hạn, hai hay ba người bạn chẳng hạn. Rồi đồng thời mọi người có thể viết khen dự án chẳng hạn. Rồi bấm tweet lại. Ok, sau đây bấm vào chữ xem cho mình, copy cái link này cho mình nhé, bấm sao chép link này, sao chép liên kết. Ok, rồi quay trở lại đây, mọi người gửi cái link vào đây cho mình nhé. Rồi sau đây bấm submit.
Ok. Như vậy đã xong đúng không? Bây giờ mọi sẽ bấm xem nào. Rồi, như vậy đã xong đúng không? Bây giờ làm hết nhiệm vụ đúng không? Bây giờ bấm start tắt này. Để mở à. Slim. Rồi và mọi người sẽ quay lại nhé, mọi người không cần bấm start cái kinh nhá. Sau khi mọi người làm xong các nhiệm vụ rồi, mọi người bấm lên cho tôi thì mọi người sẽ có 5 tích kích chỗ này nhá. Đấy. Thì cái tích kích này tức là để làm gì? Nó giống như một kẹo xổ số mọi người nhá, tức là một cái vé xổ số đấy. Mọi người sẽ được nhận cái tốc tích kích này, sau này mọi người sẽ được là được cho vào danh sách chờ chẳng hạn. Nếu như trúng thưởng thì mọi người sẽ được là mua ICO, cái dự án này nó cực rẻ và nó sẽ nhân ít tài khoản của mọi người để cho bình thường nhá. Đấy thì mọi người nhớ là xin lim đấy đấy đúng không ạ, trước đây á. Ok, và ở đây mọi người sẽ có link red, mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tìm kiếm thêm cái ticket này thôi. Đấy chứ nói chung cái ticket này thì chỉ là mang tính là đợt trước có những người chỉ có 1-2 ticket vẫn trúng thưởng mua được nhá. Đấy, còn nhiều người không khéo 30-50 ticket cũng không được ấy. Đấy đấy là một cái random mà chẳng hạn đấy. Rồi thôi, nên trong video hôm nay thì mình chia sẻ dự án mọi người từ Solanium, một dự án có thể là kiếm được cái đồng ticket này để đăng ký vào danh sách trắng để mọi người mua được cái ICO dự án Solanium mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.